Kim nghe nào, Kim nghe. Cho nên mình đã về tới nhà của người anh Bình Thái anh em, anh em. Rồi mời anh em mình bữa. Hôm nay ta gọi một bát ô là anh em. Đi săn chim mà nhưng mà ăn ăn cá. Săn chim ăn cá. Ăn cá với thịt rừng. Hôm nay đi heo rừng anh em ạ. Oh, có gì không xong rồi này. Này nó cho họ nha. Cái chim này. Nhưng khi đi ăn mẹ tái nó khóc vô còn mẹ chốt. Đấy, có gì này cơ nè. Rồi, mời anh em mình cơm nhé. Kéo con mẹ chốt. Con mẹ chốt còn thăm. Kéo này còn thăm. Mình vẫn là anh em tôi vừa về nha. Mấy con này là động vật quý hiếm đây này, đừng có làm gì nó. Đây nè. Đi ra lụm thôi này nha. Để lâu nó sẽ mất nữa. Ok anh em, lòng nó đây nè. Ở đây cao lắm anh em à. Cỏ này cao lắm, mình dậm bước rồi đó. Ở đây nè. Rồi anh em nhé, mình mau vô đây. Giờ này chim nó còn là đầu. Rớt ngoài mình nè. Một con lục cô cơ này. Một con lục cô cơ này. Lúc cá nó cơ này. Rồi. Rồi hết. Rồi dính cho nó luôn anh em ơi. Lên em theo. Được rồi. Lấy một con lúc gỗ này nữa. Cứ xong giờ nó hơi nhát rồi nè. Nó lại đậu. Nên đút cá là kính luôn nha nè.
Ok anh em nhé. Mình hạ một con còn dính trên đó. Tiếp theo đó mình hạ con kế tiếp thì nó đậu trên cái cành này, trúng một phát xong nó đáp xuống dưới kia, nó bay hết nổi rồi. Nhưng mà mình sợ là khó lụm khó được anh em, mình bò trên phát này thì nó rớt. Con thứ ba thì nó đậu trên cái cây kia, rớt xuống dưới gốc một phát một. Còn cái con thứ tư thì nó đậu trên cái đọt cây này nè, nó núp khá là kỹ. Mình đang trúng nó xa lại gần cây này nè, nó rớt ra nè. Mình tính đi lục này và bây giờ thấy một con nó bay lại, nó không dám lại đậu nè, nó đậu cái cây nhỏ bên kia, nó có cây nhỏ bên đó. Bây giờ mình đợi nó ra nè. Nó còn ở đây một em nữa nè, nó núp ăn nè, rất là khó thấy nè. Ồ, lốt cốt con này nè, lốt cốt. Bảo dinh nè, nè thấy không? Rớt nè, rớt ngay dưới gốc đó luôn anh em. Ở đó ba con anh em nè, hai anh cu xanh một con cốt. Mình thấy nó bay vô đây một con nữa nè. Nó kìa nè, tao giờ thấy một chút xíu. Bịt che nè. Rớt vào em nữa nha. Rớt mẹ em cua xanh nữa nè. Dưới góc này hết thể là 4 con thôi. Con hồi nãy to quá anh em ơi. Đây là một cua. Phải nhau một cua luôn.
tâm lý như tâm lý không nhưng mà có thể ăn mất mặt trẻ và mỗi tư là ngay cái dương banh đi chơi lẹ lên không được em muốn phi chứ bằng bay như là như rất đưa hai con bằng đang nước pi thứ bằng con còn mùi đang nước pi thứ bằng bảy nó đang chẳng hạn bảy tung được trắng em mua dương từ lẹ một lẹ ba em mới rất cần tuổi hai con hai con đang từ đâu hai con để sang nước đại sang món nó về nó mau thế đó hai con dương trên từ đâu về nó bao pool mua dương từ ba này hai con pool được có thể là chín con cu xanh này nha nè, chín con cu xanh nhưng mình chưa có lụm con nào hết á, chín cu xanh hai con lốt cốt, bây giờ lốt cốt nó lại quá nhiều luôn anh em nhưng mà mình không dám bay, à, cu xanh nó không dám lại đậu nữa nè. Ok anh em nhé, bây giờ 9 giờ 10 phút rồi nè. Thường thường con cu xanh nó giờ này thì nó hết lại ăn rồi nè. Bây giờ còn toàn là trao chảo chứ cốt cốt rồi, quá nhiều nè. Trao chảo bay rồi. Rồi nha nè, bây giờ mình quyết định đi ra lụm thôi nè mày. Rồi đây nè, con đó nè, trẻ hơn nữa nè, trời, vô ngay diều luôn, giờ nó chết chết rồi nè, nó còn đậu ở trên này đợi mình luôn nè, nè, vô ngay diều, ra ngay đùi, dài thiệt, ok con vô, nó còn con pi lửa con, đầm. Ok bằng vô mùi tiện này. Ồ, nó chưa ok. Đang đi, đang ra mắt mùi. Nhìn lên thì nó không, bên này thì chống lắm. Ok bạn, bay vô con. Nó còn. Ồ, nè. À, lúc cổ vô phiêu nè, nhìn mùi ra. Nó cố mình sơ trăng nữa không thôi. Nó cố mình mau bị ọc sọc đi. Ọc lụt ọc mà. Lụt bù ọc mà dương lên. Các bạn không thôi. Đây nè. Vô dưới cánh bên này. Nó ra bên này, bên này mà có. Ờ, nó đây rồi. Mình tính nó là xa đi xa, rớt ngay chỗ này rồi. Đây. Chín vàng nó vô quất rồi. Rồi, trung tâm đẹp luôn anh em, hàng chi kiều rất là to luôn. Đây, nó đứng cái thế quay lưng nha anh em, vô đây nè.
Nhỏ anh em ơi. Tơ. Rồi nha, thấy một con này. Con này vô góc cánh nè. Đây. Để xem. Vô cánh bên phải. À, vô cái giò bên bên trái. Ra cánh bên phải nè. Ok nè bà con, mà lỡ bạn là bà tia hả bà con. Màu trời rồi. Ngày nay thì gặp một bạn phần năng bà con.